Hôm nay nói chung là anh trước cộng đồng mạng anh thành thật xin lỗi em. Trước tiên xin lỗi cha mẹ ruột của con, rồi cha mẹ vợ con, rồi tới sư vợ con với tất cả bà con dòng họ hai bên, rồi có thấy được trường hợp này cũng mong tha thứ cho con. Rồi anh cũng xin lỗi em, là thôi mong em tha thứ trường hợp của anh, tại vì những lỗi lầm anh gây ra, nói chung anh không mong muốn vậy, nhưng mà chẳng qua là nói chung là do kiềm chế không xảy ra, là chung bức xúc trong đề khó khăn. Nhưng mà anh cứ ôm ôm cái nỗi đau là anh che giấu hoài, nhưng mà xảy ra vậy thì anh thành thật xin lỗi em, mong em tha thứ cho anh đó, để về vợ chồng sau này cùng đóng góp lo cho các con. Nói chung anh thành thật anh hứa trước bà con đấy, bà con cộng đồng mạng đó, cơ quan chính quyền đó. Bây giờ qua trường hợp này thì anh không có còn gì mà để nhục nhã chỉ gì sợ hết, nói chung là chỉ có em thôi, nói chung là nguyện vọng là chỉ có em để về đây, là để là coi như là lo lắng cho em về sau này thôi. Tất cả những khó khăn gì anh đều gánh hết, nói chung là còn bao nhiêu sức khỏe thì anh làm hết. Anh mong em tha thứ, mong em hiểu được, thông cảm cho anh. Dạ, đội hiệp sĩ em với Thành Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua, anh em hiệp sĩ Bình Dương một ngày tiếp nhận rất nhiều, đặc biệt là hôm nay thì một buổi sáng thứ hai đầu tuần, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp nhận phải nói là rất nhiều các cô chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Thì sáng hôm nay anh em tiếp tục có ghi nhận một cái thông tin hai cha con ở một nơi rất xa thì về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Dạ, câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Dạ. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết được em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, em một xin Nguyễn Thạch tên Nguyễn Thân Nguyễn Văn Thân 1984, địa chỉ ở Tân Nhật Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Em thương vợ em, là kết hôn vợ em ở là xã Vĩnh Khánh, thuộc huyện xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Trước đây vợ chồng em sung sống được 6-7 năm, rồi có được con chung. Rồi bây giờ thời gian gần đây em về, vợ chồng mới về huyện Thoại Sơn làm ăn đầu tư buôn bán đó. Rồi sau đó thời gian mới đây á, thì vợ chồng có xảy ra gây gổ đánh nhau, nhưng mà tại quán, nói chung là cũng hôm nay cũng thành thật á, rồi trước bà con và công chúng cộng đồng mạng làm ơn giúp đỡ. Nói chung là có nói với vợ, cho vợ nói vợ mấy lời, tại vì thời gian đây á, là sống với vợ là đối xử với vợ chưa tốt. Nói chung tại vì kinh tế này làm ăn mình cũng mong muốn là nó khá giả hơn, làm ăn nó lớn hơn, nhưng mà nhiều khi á, túng quẫn mình cũng che giấu vợ, mình cũng dám nói thật với vợ, sợ vợ buồn đó. Thì có đối xử có đánh vợ, nhiều lúc không có tiền, nhiều khi cũng trang trải cuộc sống là buồn. Rồi bây giờ vợ không chưa lo làm ăn buôn bán, không có chích chia sẻ cho mình đó, mình mới xảy ra thì cũng bức ức, rồi đâm ra thì cũng bức buồn phiền mới xảy ra đánh vợ đó. Thời gian đánh vợ tại quán, nói chung là bây giờ đó, là anh sống với em là nói chung anh chưa đó tốt với em, anh chưa hiểu được em nhiều. Thì qua cái sự việc này đó, thì chung anh cũng ăn năn hối lỗi. Nói chung là có nó đánh với em là tại quán, rồi cũng hâm e như vậy để làm sao, tại vì quá thương em đánh rồi hâm e để làm sao đánh đó, rồi hâm he, nhưng mà thương em quá sợ hâm để xong cho em đừng có đi, chứ không phải là đánh để là hâm he để giết em chết. Nếu mà anh giết em chết thì đâu đâm râm ra đâu đến nỗi mà bây giờ phải đi lang thang đi tìm em đó. Thì qua sau sự việc này thì nói chung là ăn năn hối lỗi, cũng mong muốn là cũng đối xử không tốt, không tốt với nhiều lần đó. Rồi lần gần đây là tại quán, tại cái cơ sở kinh doanh đó, có cha mà có mẹ vợ với em vợ, thì hôm đó anh đánh em rồi chúng cũng nhiều đó. Cái thứ nhất, thứ hai là có cãi với mẹ vợ với em vợ tại quán đó. Thì qua sự việc này cũng mong muốn là em tha thứ với mẹ, con xin lỗi với mẹ vợ với em vợ gia đình bên vợ, là trước đây con có lỗi lầm rồi, con nói gì không đúng, hoặc là con có đối xử không tốt, hoặc là con không he gia đình như vậy, để làm sao là mong gia đình cha mẹ vợ bỏ qua cho con, tại vì con quá thương vợ con. Đó, quá thương vợ con thì con mới tức giận mà kiềm chế không được, mới hâm he vợ để cho vợ sợ về, chứ là cái sự việc đó không phải sự thật. Đó là qua hôm nay trước cộng đồng mạng với đây này với nhà hiệp sĩ Thanh Hải để chia sẻ, là nhờ bà con nói sớm, nhiều khi người quen để thông báo cho vợ biết là hôm nay được ăn năn hối lỗi, là mong muốn vợ quay về để lo đóng góp lo cho con sau này. Thì hôm nay trước cộng đồng mạng thì con cũng xin thành thật xin lỗi cha mẹ ruột của con, cha mẹ con và anh em chị em, rồi cha mẹ vợ
anh em chị em luôn và vợ luôn đó, thì con mong muốn cha mẹ vợ thì hiểu cho con. Nói chung là trước đây á, là từ lúc con sống với vợ con á, là bên gia đình con thì nói chung cũng gây khó khăn cho vợ con, và từ chỗ đó con buồn con mới theo vợ con đi tới ngày hôm nay đó. Thì sống cũng khiêu lang thang, nói chung là không phải gì làm ăn chỗ này hết chỗ này, giận hờn đi tới chỗ khác đó. Dạ, giận hờn đi hết chỗ khác, rồi chỗ khác xong rồi lại một thời gian nữa, rồi nhiều khi do làm ăn túng quẫn là xảy ra sự việc nữa, lại đi chỗ khác nữa. Từ chỗ buồn không có dám, không có muốn về quê hương, về quê hương thì về một là thời gian là lại bị chỉ trích, bởi vì từ chỗ đó muốn lánh mặt đó. Hôm nay xảy ra sự việc này thì nói chung là cũng mong cha mẹ vợ hiểu cho con với vợ, thông cảm tha thứ cho anh đó. Nói chung là cũng như vợ là lo gia đình, là nồi cơm để làm sao để là tha thứ lỗi lầm những gì mà anh đã gây ra cho em, tổn thương cho em, để mong muốn là bây giờ hôm nay em thấy được trường hợp này em tha thứ để vợ chồng mình cùng chia sẻ về. Anh mong qua trường hợp này nếu em về thì anh cũng nói với cha mẹ anh, rồi mong muốn hai gia đình để làm sao để là gỡ cái quà, gỡ cái trường hợp là vợ chồng mình đã bị tổn thương, để chia sẻ về cùng với nuôi con nếu quãng đường lại. Thì chưa qua cái trường hợp này thì anh cũng trước cộng đồng mạng bà con đó, anh cũng con cũng xin hứa trước cộng đồng mạng đó, chưa cơ quan chính quyền địa phương với gia đình bên cha mẹ ruột con, cha mẹ vợ để tha thứ lỗi lầm cho con, để được con được chung sống với vợ con, để con làm ăn đến sau này đó, con cũng không muốn gì hơn. Nói chung là để mong cái vợ nhìn thấy trường hợp này đó, vợ hiểu được cái chân thành để là anh thương em là như thế nào, hôm nay không còn mà để sợ, nói chung là nhục nhã gì nữa đó, buồn phiền gì nữa, che giấu gì nữa đó, vì yêu thương vợ, vì lo cho con, vì là muốn làm ăn cuộc sống để lớn nhiều hơn, mà xảy ra như vậy thì không ai mong muốn đó. Nói chung là quá xúc động, nói chung là bây giờ không còn gì sợ gì, buồn phiền mà nhục nhã nữa. Mong vợ, mong gia đình bên vợ tha thứ, chia sẻ, tha lỗi cho con, để con chuộc lỗi, để con lo cho vợ con về sau. Con xin hứa với cộng đồng mạng, bà con nói sớm đó, trong và ngoài nước, và ngoài nước đó, hôm nay là nói chung là không có còn gì để con tất cả có những gì con nói ra hết, để con mong muốn được chăm lo cho vợ con về sau này, để cho gia đình, hai gia đình được vui vẻ hòa thuận với nhau, anh em đồng bọc với nhau để gắn kết nhau. Chứ con buồn bao nhiêu mai con đi là con che giấu, con ôm ông nỗi lòng quỳnh con không à, không có nói với ai, ai hỏi như vợ chồng làm ăn ra sao nữa, tốt được hết, nhưng mà nhiều khi đau thương buồn rầu khóc trong lòng mình, khóc trong lòng cũng không dám nói ra. Nhiều khi làm ăn không có tiền thì nói sao, như khi vợ gia đình bên vợ khi dễ đó, thì từ chỗ đó mà che giấu những ơn cái nói đau này rồi xảy ra mâu thuẫn, rồi đâm ra không kiềm chế được, chứ không phải không có ngoài ra không có gì hơn đó. Hôm nay thì nhờ đến hiệp sĩ Tinh Hải để nhờ để lan tỏa cái clip này để cho vợ tha thứ. Em chào cho anh hỏi thế này nhé. Bởi vì cái câu chuyện của em chia sẻ để anh nghe cũng rất xúc động. Không ai mong muốn là mình lấy vợ đúng không? Xong để mình đánh đập hành hạ vợ. Đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện là làm ăn kinh tế mà. Thì mỗi một lúc, một thời điểm mà một khác nhau. Phải không? Không phải lúc nào làm ăn cũng thuận. Theo ý mình. Có lúc khi mình tính một đường nhưng mà đi một đường. Vì vậy cho nên đến giờ phút này làm ăn không được. Đúng không? Vợ chồng sinh ra những cuộc tranh cãi, có thể là cãi vã, xảy ra xô xát và có thể đánh nhau. Vì vậy hôm nay em nhận được những lỗi lầm của mình là chính bản thân em. Em không kiềm chế được những lời nói hành động. Và thậm chí là mình đã ra tay với vợ. Đến giờ phút này vợ bỏ đi một nơi rất xa. Chưa biết hiện nay cuộc sống vợ khó khăn hay vợ tốt hơn trước. Nhưng đến giờ phút này thực sự em đang ôm một cái lỗi gọi là khổ tâm rất lớn. Đúng chưa? Mà vợ thì bỏ đi, mình thì tìm kiếm trong sự vô vọng. Không những vậy thì bây giờ phải tiếp tục công việc của nuôi vợ nuôi con. Đó, bởi vì vợ đi rồi bây giờ thì chắc chắn là bỏ con lại đúng không? Thì em cho anh hỏi này, em và vợ ấy là mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Có. Mình có được mấy người con chung rồi? Dạ một. Một ha. Đây là gái đúng không? Dạ. Con em được mấy tuổi rồi? Dạ 4 tuổi. 4 tuổi nha. Hiện nay em đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ ở An Giang. À An Giang hả? Dạ. Em đang làm công việc gì, buôn bán cụ thể là công việc gì em? Dạ thôi đất làm ăn, mở quán ăn, quán cà phê điểm tâm với thị trấn Núi Sập, bán tỉnh An Giang. Đất hàng không? Dạ ban đầu thì bán cũng vắng vẻ, nhưng mà thời gian sau thì bán cũng khá là được. Rồi chắc nhiều người vào. Dạ người biết, nhiều người biết. Thế còn vợ em là thời gian trước là làm công việc gì?
Vợ em thời gian trước thì cũng đi làm ăn buôn bán quán thì hai vợ chồng có cùng nhau không? Dạ. Hay là vợ làm chỗ khác? Dạ trước đây giờ mới gặp vợ thì vợ làm một công việc khác, giờ em làm việc khác, nhưng mà thôi sau này chung sống thì em mở quán cho vợ, vợ không biết nấu nướng buôn bán, mở quán cho vợ làm ăn cũng ngon muốn, vợ phát triển. Thế tính nhà thu nhập phải ổn định không? Dạ nói chung thì cũng ổn định. Dạ. Ê, em cho anh hỏi này, kinh tế lý do tại sao mà đến giờ phút này mà không ổn hay sao mà em đánh đập vợ? Tại nhiều lúc đó là cũng khó khăn về kinh tế, nhưng mà tại vì làm ăn thì đất đai giấy tờ, mua đất bán đất thì cũng giấy tờ nó trục trặc, rồi bán không được đó, giờ tiền thì xây sở lại thiếu thốn, thì bây giờ cũng chưa biết trông cậy vào ai đó, nhiều lúc cũng giấu vợ. Nói chung là ban đầu thì làm ăn có tiền lắm, nhưng mà sau này thì khó khăn, nó vướng vào đất đai thì nói chung là khó khăn gì, không có tiền bạc, rồi đâm ra mình cũng không muốn nói vợ, cũng nói chung là cũng cố ôm chịu đó, rồi thời gian hỏi vợ làm ăn buôn bán, thấy bán buôn bán cũng được, cũng khá, nhưng mà hỏi vợ cũng ít có chia sẻ, thì đâm ra thì mình cũng túng quẩn ở trong bản thân mình cũng. Còn ý em là bây giờ hiện nay trong lòng mình ấy, mình cảm thấy là thu nhập không ổn, yeah, đúng chưa? Yeah. Vì vậy nên là muốn vợ chia sẻ một phần nào đó, yeah, những lúc khó khăn nhất, yeah, nhưng mà đôi khi là vợ cũng không chịu chia sẻ, yeah. Vì vậy cho nên vợ chồng sinh ra mâu thuẫn, yeah, và những cái cuộc cãi vã đã bắt đầu xảy ra. Yeah. Vậy là em đánh vợ em đau nhất là vào lâu chưa? Mới đây gần đây là tại nhà. Sao mình đánh vợ không có ai can không? Dạ không có ai can hết á, nói chung là bữa đó cũng có đi nhậu một ít, đi về cũng nói chuyện với vợ rồi qua tiếng lại rồi cự cãi, rồi hai chồng xảy ra xô xát, rồi đâm ra thì em cũng tức, cũng bức ức. Rồi trước đây thì nói chung là mình không phải nói xấu gì, lên đây cộng đồng thì cũng nói cũng thương vợ, cũng nói tốt với vợ thôi, chứ không phải là bây giờ vợ chồng nó quánh lộn rồi giờ quánh tôi quánh vợ quánh lại, mình không nói. Nhưng mà thôi bây giờ mình nhận hết, nói chung là để cho vợ tốt, để làm sao để vợ về làm ăn lo lắng cuộc sống, mình nhận sai, mình nhận lỗi, mình nhận xấu đi để cho vợ mình tốt đi. Hôm nay em đánh vợ là cụ thể đâu không? Dạ em đánh vợ thì nói chung là em đánh cũng hơi nhiều không? Mình đánh bằng cái gì? Nhưng đánh bằng tay thôi chứ không đánh bằng gì. Rồi là vợ có xô vợ té xuống, xô vợ té xuống đất, sưng cái trán. Đó rồi mẹ vợ là có người quen điện thoại mẹ vợ lên, rồi hôm đó là mẹ vợ lên với em vợ, rồi em cũng có bức xúc, rồi cũng kìm ức chế trong lòng nhiều năm rồi, trong vợ chồng cũng xảy ra mâu thuẫn rồi. Đó rồi em có cãi với mẹ vợ, cự với mẹ vợ một đôi ba điều. Đó thì qua sự việc này thì con cũng mong muốn là con cũng xin lỗi với mẹ vợ với em, để mấy đứa em vợ tha thông cảm cho anh, rồi những lúc khó khăn đó, thì đâm ra khó khăn thì bây giờ tiền tất cả chi trả kinh tế anh lo không, mà nói chung là bên vợ thì bên vợ nghèo, nói chung là không có giúp đỡ được đó, thì bây giờ xảy ra thì không mong muốn cha mẹ vợ với em vợ thông cảm, chứ không phải là để sự việc này mà để ảnh hưởng đến vợ con rồi chị của các em. Nói chung qua cái trường hợp này cũng mong muốn gia đình tha thứ cho con với mấy em đó, trong thông cảm cho anh. Thì anh cũng mong muốn làm ăn phát huy lên, có tiền nữa của nên lo cho các con, các cháu của mấy em thôi, cháu của mẹ thôi, chứ con cũng đâu có lấy không, rồi đó giờ làm ăn không có lấy 1.000 nào, không bắt đài sắc vợ lại làm để là đưa tiền đó. Hôm nay nói trước cộng đồng mạng để cho bà con nó sớm ta biết, ngoài ra không bắt vợ làm đưa tiền, để chỉ là làm để đóng tiền nhà, thuê đất đóng tiền nhà, tiền quán đó, để chia sẻ bớt cái gánh nặng của anh và của con thì thôi, chứ ngoài ra không có mà bắt mà là vợ để làm, phải tích góp để dành tiền mà đưa để làm gì không có đó, thì mong muốn là vậy. Em cho anh hỏi nè, vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ vợ em họ tên Nguyễn Thị Mỹ Linh. Nguyễn Thị Mỹ Linh ha. Dạ. Vợ nhiêu tuổi rồi? Dạ sinh năm 1989, là 35 tuổi. 35 tuổi nha. Còn em? Em Nguyễn Thân, 1984, 40 tuổi. Vợ em ấy, với em ấy là trước đây biết nhau lâu chưa, mới đến kết hôn với nhau? Dạ biết trong thời gian ngắn, có mấy tháng à. Mấy tháng, lúc đó mình chắc cũng chưa hiểu nhau gì. Dạ lúc đó là vợ chồng em ly hôn, vợ trước em ly hôn, vợ trước
đó là xong là mấy tháng là gặp vợ em, vợ em cũng động viên cho em, chia sẻ cho em những cái nỗi đau buồn, rồi từ chỗ đó em thấy em thương, có tình cảm em thương. Nhưng mà vợ em thời điểm này có chồng chưa? Dạ có chồng rồi, có chồng rồi. Cũng ly hôn rồi đúng không? Dạ ly hôn. À, hai bên gặp nhau? Dạ hai bên gặp nhau. À, vậy là đồng cảm đúng không? Dạ dạ đồng cảm, chia sẻ thì nói chung vợ cũng tâm sự là hoàn cảnh khó khăn, rồi từ chỗ đó em thấy là hoàn khó khăn, rồi em cũng thương, rồi em cũng chia sẻ gánh nặng. Đó, cũng về cho tiền cha mẹ vợ cất nhà 100-200 triệu ở dưới xã Vĩnh Khánh, huyện Hương Sơn. Đó, là thấy là trước giờ về cha mẹ nghèo lắm, cha mẹ vợ nghèo lắm. Đó, thì bây giờ con nhắc lại luôn, thì trước giờ gặp vợ con thì vợ con chia sẻ, rồi cha mẹ cũng khó khăn, lúc đó con về con đem tiền về con thương vợ con, rồi cất lo cho cha mẹ cái nhà khang trang. Nói chung là mình cũng là một người con nhưng mà cũng rất có tâm. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì khó khăn quá thì mình không sao được. Đúng rồi, không khó khăn quá thì không, giờ hiện giờ lúc nó có dư giả kinh tế làm ăn lo cha mẹ rồi. Bây giờ khó khăn là cha mẹ đâu có giúp được, rồi xảy ra vợ chồng gây gỗ đánh nhau thì nó không có xúc phạm đến vợ, xúc phạm gia đình bên vợ. Thì hôm nay con qua trường hợp này con mong muốn là bây giờ con xin lỗi cha mẹ vợ. Đó là con có nói có đe hâm he để đe dọa gì đó, thì tại vì qua cái trường hợp đó là con cũng giống như con thương vợ con quá, con mới hâm he đe dọa để làm sao cho vợ con về. Đó vợ con sợ vợ con về để chứ đừng không ở nhà cha mẹ nữa, con sợ cha mẹ giấu. Thực sự mình không có ý gì đúng không? Dạ không có ý gì hết. Em cho nhỏ này. Và em đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Dạ hơn một tháng rồi, gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng. Dạ. Từ hôm vợ em đi là vợ em có gọi điện cho em không? Dạ có. Vợ em gọi điện nói làm sao? Dạ nói là bây giờ kêu em về cha mẹ đi, rồi là vợ em đi làm. Rồi lâu lâu vợ em về thăm con. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là yêu cầu em ly hôn đi rồi để cái quán lại cho vợ của em. Nhưng mà em thương vợ em không có chịu, em nói thôi bây giờ năn nỉ vợ về. Đó. Còn không là cha con nói chung buồn từ gia đình cha mẹ rồi em út rồi nói chung không ai chia sẻ đó, ai cũng lo làm ăn hết á. Nói chung là xảy ra lúc còn làm ăn đó, có kinh tế điều kiện đó, có điều kiện thì ai cũng nể nang, còn lúc mà làm ăn mà khó khăn rồi thì đâu dám mà nói ra thì người ta cười, rồi từ chỗ đó buồn. Bây giờ thôi không có về địa phương, nói chung là thôi bây giờ có con bây giờ nếu mà giờ em không có thương anh thôi về về cha con người sống được ngày nào hay ngày đó, chứ còn giờ sống chết là bỏ. Nói chung là hiện tại là không có về gia đình, không có về cha mẹ. Nếu mà qua trường hợp này thì em thấy em thông cảm cho anh, thương anh á, với cha mẹ vợ, với cha mẹ con, cha mẹ ruột của con, nó tha thứ cho con á, thì vợ con thông cảm, vợ con tha thứ, vợ con quay về thì để về cha về mẹ cất nhà lo cho con cái sau này. Con hứa trước cộng đồng mạng, trước bà con nói sớm, trước nhiều người địa phương, con cam kết. Nói chung là hôm nay con lên tới mình lên trên màn hình, trên truyền hình rồi, trên mạng cộng đồng rồi, thì con cam kết trước cộng đồng mạng, bà con nói sớm đó, là thành thật là coi như cam kết là không có đánh nhau để gây xúc phạm đến vợ về sau này nữa. Nó mong muốn là làm ăn kinh tế ổn định để cho nhà, để cho các con để trưởng thành đó. Đó, vợ chồng xung hợp hòa thuận với nhau. Em có dám chắc và em có hứa rằng nếu vợ một ngày nào đó vợ quay về thì sau này dù là khó khăn cái nào đấy mình không có đánh nhau không, mình không đánh vợ không? Dạ bây giờ con và em xin hứa trước cộng đồng mạng, tại vì quá thương vợ, tại vì một lần đã gãy đổ rồi, một lần đã là chia ly hôn rồi, thì một lần đã ly hôn với vợ trước rồi, thì bây giờ qua cái tình cảm cũng nói chung đau buồn. Thì trường hợp thứ hai này thì nói chung vợ cũng biết lo làm ăn, nhưng mà vì cái chỗ mà ít chia sẻ đó, thì bởi vì mới xảy ra như vậy. Thì giờ cam kết trước cộng đồng mạng là để vợ nghe trường hợp, thấy trường hợp này đó, mà gia đình bên vợ thấy trường hợp này là cam kết trước cộng đồng mạng là sau này vợ con về đó, về tha thứ cho con, vợ con tha thứ con, cha đình gia mẹ hai bên tha thứ cho con, về từ giờ tới sau tới quãng đường còn lại nếu mà con có ám bức vợ con nữa thì con xin phép, con cam kết trước cộng đồng mạng có gì sai trái con xử như thế nào con cũng chấp nhận đó, cam kết chính quyền, trước chính quyền địa phương cộng đồng mạng luôn đó. Là có gì tất cả con gánh chịu, con nói chung con thà rằng con lấy sinh mạng con tự giận con chết, con treo cổ, chứ hôm nay là con tính treo cổ con chết rồi. Nhưng mà đến giờ phút này là mình thực sự là mình hối hận đúng giờ không? Tại vì hôm nay là tính treo cổ chết rồi, mà tại vì chết rồi bỏ rồi con, giờ không ai thương con, giờ gia đình bên mình thì không có thương con nhiều, rồi bên vợ thì sợ khó khăn thì không có lo chu toàn được, thì bởi vì ôm con để làm sao
ôm con đi lang thang từ ở An Giang tới đây, thì bây giờ mong muốn là vợ để nhìn cái hình ảnh này là coi như thành thật, nói chung là trước giờ chưa giờ mà có như là sợ thương vợ nhưng mà đi tìm kiếm, nhưng mà bây giờ là lên tới trường hợp này rồi, tới cộng đồng mạng rồi, trước truyền hình rồi, bây giờ hiện giờ là không còn sợ nhục nữa. Chấp nhận đúng không? Dạ, hết nhục rồi, bây giờ chấp nhận. Tại vì cái chết mình không sợ thì bây giờ mình thương vợ có gì đâu mình sợ nữa, vợ của mình mà. Bây giờ qua trường mình đã một lần gian dở rồi, thì bây giờ anh cũng chưa đối xử tốt với em, thì qua trường hợp này thôi anh mong muốn là em để làm sao để tha thứ lỗi lầm cho anh, để quay về vợ chồng mình làm ăn đó, thì có tất cả gì khó khăn thì anh gánh hết, anh chịu hết đó. Chứ còn đồng mạng bây giờ nếu mà con có xảy ra sau này mà con gian dối cái gì con ôm chịu, con nó trong dùng con tự tử con chết đó, chứ còn không có xúc phạm đến vợ nữa. Quá khổ đúng không? Dạ quá khổ rồi, tại vì bây giờ nó che giấu bao nhiêu năm nay là ai hỏi cũng che giấu là để tốt hết. Thì bây giờ hiểu giờ là khổ tâm lắm, nhưng mà buồn không dám nói ra, ai cũng hỏi thì nói là hỏi làm ăn sao nó được không, nhưng mà thật sự đang thất bại, đang thất bại đau lắm. Hôm nay nhiều người thân hỏi lắm, dặn cha mẹ nói là hôm nay thì cả hai cha con về đây phải nói đi lang thang đúng không? Dạ đúng rồi, lang thang chứ không phải là đi cuộc hành trình nhá. Dạ. Em đi về từ Long An à, từ Kiên Giang bao nhiêu ngày? An Giang vợ đi 2 tháng. Thì em đi về đây bao nhiêu ngày rồi? Vợ đi 2 tháng rồi, em sang cái quán xong, sang quán xong rồi em ra ngoài ăn Long Xuyên, em ở 3-4 ngày chỗ này, cái đi chỗ khác ở 3-4 ngày. Rồi hôm đó là hai cha con ôm nhau nhảy cồn cống. Trời đất quỷ thần. Rồi được bảo vệ cầu năn nỉ thuyết phục thương. Thì bảo vệ cầu ngăn cản, nói chung ôm con nó la làng, nói chung ngồi chút xíu nữa là nhảy cầu rồi. Vậy là hai cha con nhảy luôn? Hai cha con nhảy cầu luôn, nhưng mà ngồi trên bắp cầu á, leo qua lan can rồi ngồi trên bắp cầu. Rồi được bảo vệ cầu dòng cống á, là khuyên can, khuyên ngăn. Rồi bây giờ này, thì anh em ở đây thì cũng có một lời khuyên chân thành dành cho hai cha con. Cuộc sống thì nó muôn hình muôn vẻ lắm, đúng không? Không ai mong muốn là mình có một cái cuộc sống nghèo khổ đúng không, để người khác coi thường. Ai cũng muốn phấn đấu để làm ăn. Thế nhưng bây giờ thì đôi khi là nó do cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái thời thế bây giờ nó khác. Vì vậy cho nên là không phải lúc nào nó cũng thuận. Hy vọng trong thời gian tới thì vợ xem được video này, vợ em suy nghĩ lại và quay trở về cùng gia đình. Đặc biệt nhưng mà em phải thầm nghĩ trong lòng, trước đây mình đã đổ vỡ một lần. Bây giờ dù rằng bất kể lý do gì đó có khó khăn cỡ nào chăng nữa, mình vừa lựa lời trò chuyện với vợ, nhưng lúc mà mình có thể mình nóng hoặc mình có thể mình chuẩn bị mình phát ngôn cái gì đó không đúng thì có thể mình lập tức mình ngưng chịu nhịn, kể cả nhục cũng được, đúng không? Vợ nói gì không phải vậy, mình chịu nhịn chịu nhục mình đi chỗ khác, đến khi vợ chồng nguội lại, hai vợ chồng cùng trò chuyện với nhau một cách thì nó rất thuận hòa, đúng không? Chứ mình đánh vợ là mình hoàn toàn sai. Đúng như không may mà vợ làm chúng đó thì đến giờ phút này con còn cho vào chạy trẻ mồ côi nữa cơ. Đúng chưa? Một người thì vào nhà đá, một người thì nằm xuống, thì con chắc chắn là không ai nuôi là phải cho chạy nhưng mà trẻ mồ côi rồi. Đúng chưa? Còn khó hơn đó. Đó. Nên bây giờ mình phải nghĩ này, khó khăn đồng ý là vợ nó sẽ đang khó khăn, nhưng mình còn may mắn hơn nhiều người khác là hiện nay người ta không có tay, đúng không? Người ta đang lang thang ngoài đường đó, người ta đang phải lăn lộn để mưu sinh cuộc sống, hy vọng là sống những ngày tháng cái quãng đời còn lại. Vì vậy bây giờ mình tuổi đời còn rất nhỏ mà còn đang rất nhiều tương lai. Hy vọng là vợ em xem được, vợ em sẽ cảm thông, đặc biệt gia đình mình vợ cũng gia đình mình em hãy suy nghĩ và hãy thương em, đúng không? Cho em một cơ hội, đúng không? Để sau này có thể là em sẽ làm lại và em sẽ đối xử tốt, không những với vợ, với con mà với toàn thể gia đình em nhé. Rồi thì kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện một em trai ở một tỉnh rất xa thì phải nó lang thang, hai cha con với cuộc hành trình lang thang rất nhiều ngày qua, đến giờ phút này phải nói là hao tiền tốn của nhiều ngày để lang thang một cuộc hành trình để mong muốn là tìm được một người vợ thân yêu của mình vì những lỗi lầm trong thời gian qua mình đã gây ra. Thì đến giờ phút này quyết định sự tìm kiếm trong thời gian qua hơn một tháng, gần hai tháng qua là một sự vô vọng. Thì hôm nay hết cách về đây nhờ anh em hiệp sĩ mình trước ghi hình, mục đích chính là đăng tin để tìm vợ. Hy vọng là các cô, các chú, anh chị nếu ai phát hiện là thông tin em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương theo số điện thoại 0913 78 5888. Hy vọng là em gái hãy sáng suốt. Đây là một người chồng có thể cũng rất nóng tính nhưng thực sự rất thương. Đó, mình cũng đã đổ vỡ rồi. Hy vọng là hai lần thôi.
chứ bây giờ sang lần thứ ba là câu chuyện nó phức tạp. Đến giờ phút này em bỏ đi này là con em rất tội. Trong những ngày qua phải nói là con gái của em rất thương mẹ, nó rất nhớ mẹ, mà có thể là hàng đêm nằm ôm với cha dọc đường các tuyến quốc lộ, đúng không ạ? Mà chưa biết là cha con hiện nay thì như thế nào, nhưng mà bản thân em thì có sung sướng hay không. Bỏ đi chắc chắn là này là không sung sướng rồi. Vì vậy em đã suy nghĩ lại để quay về, trở về cùng gia đình, đặc biệt với con của em đang rất cần cái tình thương của em. Nếu vì lý do nào đó mà em đi em không về được thì có thể em liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ quan Hải Dương để các anh em có hướng để giúp đỡ em tận tình chú đáo đó. Các anh em giúp là giúp miễn phí, chứ không phải giúp các em để lấy tiền. Bất kể một trường hợp các cô chú anh chị tất cả tỉnh thì về đây anh em đều giúp hết nhá, giúp theo khả năng của mình đó. Thì đây các cô chú anh chị, nếu mà ai biết được cái thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì làm ơn giúp anh em đội hiệp sĩ quan Hải Dương để các anh em sớm tìm được em gái này để cùng có một cuộc đoàn tụ, tránh tình trạng mà cái cuộc hôn nhân này nó đổ bể. Thì những đứa trẻ này vô tội này nhìn rất đáng thương này, đúng không ạ? Sau này là mất cả mẹ, mất cả cha đó. Mẹ thì bỏ đi, cha thì mãi mưu sinh không lui được, đúng không ạ? Thì bỏ rất tội nghiệp nhá. Dạ, mong muốn trước cái trường hợp qua trường hợp này thì nói chung mong cũng mong là vợ nhìn thấy, vợ hiểu, suy nghĩ lại những cái ngày xưa lúc mà vợ chồng mình gặp nhau rồi tất cả những gì khó khăn gia đình bên em là anh đều lo lắng giúp đỡ hết, tất cả bên nào cũng vậy, cũng lo lắng giúp đỡ giang tay hết. Nhưng mà thời gian mà lúc mình khó khăn là không ai giang tay giúp đỡ mình hết thì mình anh là một mình định ôm chịu đó, không dám chia sẻ với ai, ôm cái nỗi đau trong lòng cứ chôn vùi đến bây giờ, cứ nhiều năm bây giờ nó xảy ra như vậy thì bây giờ mong em cũng tha thứ thông cảm. Thôi bây giờ thì hai cha con hãy cố gắng hết sức bình tĩnh, yeah, để chờ thông tin anh em mình xin Bình Dương ghi hình đăng tải lên em nhé. Yeah. Rồi bé gái cho chú hỏi con họ tên là gì? Tên Thu. Con tên Thu ha. Thanh Thư. Thanh Thư ha. Thư mấy tuổi rồi con? Con mấy tuổi rồi? Mấy? 4 tuổi. Dạ con 4 tuổi. Con mấy tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi. Con nhớ mẹ không? Con yêu mẹ nhiều không con? Con có biết mẹ đi đâu không? Mẹ bỏ hả? Con có mong mẹ về với con không? Mong hả? Con thương mẹ nhiều không con? Thương hả? Con đi học chưa? Thế mấy ngày qua trong thời gian từ hôm mẹ đi đến giờ phút này hai cha con ở đâu? Hai cha con lang thang ở đâu nào? Đi đâu? Có mệt không con? Đêm con có ngủ được không? Ngủ ôm ba ngủ hả? Con có sợ ba bỏ đi luôn không? Ba có thương con không? Mẹ có thương không? Mẹ thương mà giờ mẹ đi đâu rồi? Mẹ bỏ. Mẹ bỏ rồi. Con nói được điều gì đó để cho mẹ về đi, mà mẹ về với con, mẹ đừng bỏ con. Nói đi. Nói đi con. Nhờ nói với chú đi, nói kìm xin mẹ về đi. Nói đi. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng bỏ con. Nói con đi. Nói đi, con nói đi, nói đi con, nói đi. Con yêu mẹ nhiều, mẹ nhớ nhỏ con. Ừ, con nhớ mẹ lắm. Nói đi con, nói đi. Con nhớ mẹ. Đó nữa. Ừ. Giờ mẹ về sao? Bây giờ thì mỏ rồi cũng nỏ con. Ừ. Nhớ. Nhớ mẹ ha. Rồi. Giờ nói giờ mẹ về chở đi học không? Nói đi, con kêu mẹ nhờ xin mẹ về đi. Mẹ về mẹ chở con đi học mẹ, đi. Bây giờ mẹ chở con đi học. Mẹ đừng xa con nha. Dạ. Ừ. Rồi các chú tìm mẹ với con nha. Rồi thì cái câu chuyện mà hai cha con này thì phải nói là cái cuộc hành trình lang thang phải nói là thời gian rất dài, đúng không? Đến giờ phút này phải nói là vô cùng rất mệt mỏi đâu, hao tiền tốn của vì cái cuộc hành trình mình đi lại, đúng chưa? Bởi vì đi rất nhiều ngày qua phải nói là rất tốn kém rồi. Đó, qua là thuộc dạng là ăn ở đường, đúng không? Ngủ ở ngoài chợ, đúng không ạ? Rất khó khăn cho một hoàn cảnh một cuộc sống. Nói chung là giờ em nói trước màn hình, nói chung là nói trước màn hình với cộng đồng mạng là bây giờ hôm nay nếu mà nhờ đến hiệp sĩ Thanh Hải với cộng đồng bà con chia sẻ, nếu mà tìm vợ mà vợ không có tha thứ lỗi lầm với bên vợ gia đình cha mẹ vợ, con qua trường hợp này con mong muốn cha mẹ vợ với tất cả các em gia bên gia đình cô chú họ gì mà ở sớm tha thứ cho con để con về con chăm lo vợ con về sau này, tại vì nhiều năm rồi cứ lang phiêu bạt, tại vì nói chung buồn gia đình rồi buồn những cái mà chưa không ai đồng cam cùng khổ đó, ai cũng lo lao cuộc sống riêng của họ thì bây giờ không ai chia sẻ gia đình với cuộc sống của gia trường hợp gia đình vợ chồng mình đó.
Thì nếu mà bây giờ qua trường hợp này mong muốn vợ thấy được cái này, vợ tha thứ được, quay về để chăm lo cuộc sống vợ chồng mình cùng chung đốc để lo cho các con. Chứ nếu mà vợ qua trường hợp này mà vợ không có tha thứ nữa thì thôi, cha con bây giờ nói chung trước cộng đồng cũng xin trước thề trước bà con cộng đồng ngoài hẳn chia sẻ, nếu mà tiền không được vợ giờ không quay về là chắc bây giờ hãy thành tâm nhé. Dạ. Mình thành tâm là được rồi nhé. Dạ, rồi dạ. Anh em sẽ cố gắng dạ, để tìm dạ. Nhá, miễn sao mình thành tâm dạ, dạ, nhá. Dạ. Vì lý do nào đó, bởi vì trong cuộc sống này nó có rất nhiều điều rất không nói trước được. Dạ, dạ. Đúng chưa? Dạ. Có thể là khó khăn phía trước nhưng đằng sau là nó không có khó khăn. Dạ. Nhưng mà đôi khi là nó ban đầu nó rất mượt mà nhưng mà về sau nó sẽ khó khăn trong dạ. cuộc sống mà đúng không? Dạ, dạ. Thì nó mới như thành được cái là hương vị rồi. Dạ. Vì vậy trong hôm nay anh em trên Bình Dương cố gắng đăng tải video là nhanh nhất có thể. Dạ. Để hy vọng là tìm một người vợ thân yêu của em. Dạ. Hy vọng là vợ chồng em về thương yêu nhau nhiều hơn. Dạ. Nhá. Trong những lúc như này là mình về mình phải suy nghĩ lại để mình thương yêu nhiều nhiều hơn. Dạ. Bởi vì vợ bỏ đi một lần hoặc xảy ra xô xát xích mích đúng dạ. không ạ? Là một cuộc hành trình vô cùng tốn kém và vất vả. Dạ. Nhá. Rồi thì hôm nay anh em ở trên Bình Dương sẽ ghi hình và đăng tải tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội em nhé. Dạ. Rồi em có đồng ý cho anh em ở trên Bình Dương ghi hình và chia sẻ toàn bộ thông tin của hai cha con lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ cho em không? Dạ đồng ý, em cam kết. Nói chung là em nói trước màn hình công chúng này là hiện nay em nói là sự thật, con vợ em là nói trước cộng đồng mà em là chia sự thật. Nói chung gì quá thương vợ, nói chung một lần gãy đổ rồi, nói chung là bây giờ qua cuộc hành trình bao nhiêu năm rồi, cũng như bao nhiêu năm rồi che giấu bản thân, che giấu bản thân, nỗi đau là ôm hết trong lòng. Bây giờ nói chung xả về cái lỗi lầm cũng không ai mong muốn, nhưng mà tất cả để muốn để làm sao cho vợ hiểu, cộng đồng bà con nó sớm hiểu, với gia đình okay. hiểu dạ rồi, tha thứ cho con để làm sao con muốn là coi như vợ chồng không muốn là một chia ly nữa. Anh dạ. biết rằng hiện nay em còn đang rất xúc động dạ. bởi vì cái cuộc hành trình của em phải nói là rất mệt mỏi đúng không dạ, dạ. nhưng mà anh em hiện nay là trên nhà còn rất nhiều các cô chú dạ, chị đang dạ, chờ dạ, dạ, dạ. vì vậy mình không muốn kéo dài cái cuộc trò chuyện dạ, này dạ, dạ, nhé dạ. hy vọng là cuộc cảm ơn dạ, dạ. rồi dạ. chào em, chúc em thường lộ bình an nhé. Cảm ơn bà con cộng đồng, cảm ơn đội hiệp sĩ dạ dạ thành cảm ơn dạ xin cam kết dạ dạ chứng minh bằng hình dạ dạ. Kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây là một câu chuyện hai cha con, em trai phải nói là rất xúc động mà có nhiều từ, có thể là em trai cũng rất bức xúc trong thời gian vừa qua, đến giờ phút là xảy ra cái câu chuyện thực sự rất đau lòng vì vợ đã bỏ đi, đến giờ phút này hối hận là một sự muộn màng, và tìm kiếm vợ trong những tháng vừa qua còn là một sự vô vọng. Hôm nay phải nói hết cách để về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Dung theo số điện thoại 0913 785858. Anh em tìm cách để khuyên em gái này quay trở về cùng với gia đình, đặc biệt với con thơ của mình. Cuối video cho phép công trần thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại các cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.